đường. Tâm trạng của cô ấy. Tập trung. Và Khôi nhớ lái nhé. Muốn lái sang bên nào thì điều khiển nào con biết. Vẫn nhà kia quanh quần đảo mịt. Tôi trèo giỏi đấy, tôi điều khiển tốt lắm. Con này giỏi quá. Quay tay trái được kìa, cầm được. Cái mặt không phải với cái mặt để quét chạm nước phải ăn vào nước, đúng rồi thế. Cái vuông góc với mặt nước như thế. Chứ còn mà để cái mặt phía trên kia thì 90 độ đúng rồi. Thôi, con nói rất chuẩn. Vuông góc 90 độ. Thôi giỏi. Bên kia con bà già đang đạp tích cực chuyển thuyền số 50. Thuyền vịt. Con này bị tuần để xem ai gặp khó khăn đến giúp. Khôi đang lái rất giỏi rồi, không quan tâm nữa. Lúc nãy cũng thấy mình mắc kẹt ở đằng kia, mình rút. Và sau đó Khôi giải thoát được rất giỏi thôi. Đúng lúc mình chuẩn bị quay lại đấy, để vì hết giờ rồi đấy. Khôi quay lại bến đi con ạ. Bến mình ở phía đằng sau, trước mặt con ấy, khỏi quay lại. Ra kia xong và ra chỗ kia mà. Không, bến mình đằng kia cơ. Bến mình trước mặt con ấy. Có thể bơi thật nhanh thì mới kịp, không có mình không kịp. Cầu hơi xa quá đúng không? Gần thôi, ta cũng gần cầu. Ủa sao kịp quay về?